Cô chào tất cả các bạn học sinh thân yêu. Các con ạ, những dòng sông quê hương luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo của thơ ca, nhạc họa. Rất nhiều dòng sông đã đi vào trang sách, nuôi lớn bao tâm hồn thế hệ trẻ thơ. Có những dòng sông đi vào lời ca đầm thắm dịu dàng. Bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu vẻ đẹp của dòng sông qua bài thơ Bè xuôi sông La, tác giả Vũ Duy Thông. Mời các con mở sách tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 26. Bài thơ được viết vào năm 1969 khi nhà thơ Vũ Duy Thông công tác ở Hà Tĩnh. Là phóng viên chiến trường, ông thường xuyên phải đến những điểm địch đánh phá ác liệt nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đấy các con ạ. Trong bài tập đọc này, các con cần luyện đọc đúng, tìm hiểu nội dung của bài, để rồi từ đó chúng ta có thể luyện đọc hay về bài thơ. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc đúng. Các con hãy lắng nghe cô đọc bài thơ này. Bè xuôi sông La. Bè ta xuôi sông La, rẻ cau cùng táo mật, muồng đen và chai đất, lát chun rồi lát hoa. Sông La ơi sông La, trong veo như ánh mắt, bờ tre xanh im mát, mươn mướt đôi hàng mi. Bè đi chiều thầm thì, gỗ lượn đàn thong thả, như bầy trâu lim dim, đầm mình trong êm ả. Sóng long lanh vẩy cá, chim hót trên bờ đê. Ta nằm nghe, giữa bốn bề ngây ngất, mùi vôi xây rất say, mùi lán cương ngọt mát. Trong đàn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng, đồng vàng hoe lúa trổ, khói nở xòa như bông. Các con có đọc thầm theo cô không? Các con ạ, trong bài có một số từ các con cần hiểu rõ nghĩa. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 27 để chúng ta hiểu nghĩa của những từ này. Rẻ cau, táo mật, muồng đen, chai đất, lát chun, lát hoa là tên của các loại gỗ quý. Bài thơ có 3 khổ, các con hãy đánh dấu vào sách giáo khoa. Khi đọc, các con cần lưu ý cách phát âm những từ sau. Rẻ cau, táo mật, muồng đen. Các con hãy đọc to theo cô nào. Rẻ cau, táo mật, muồng đen. Các con ạ, bài thơ Bè xuôi sông La được viết theo thể thơ 5 chữ hay ta còn gọi là thể thơ ngũ ngôn. Để đảm bảo nội dung của câu thơ, các con cần lưu ý cách ngắt hơi 2-3 hoặc 3-2 sao cho hợp lý. Ví dụ, ở đoạn thơ dưới đây. Theo con, chúng mình sẽ ngắt hơi như thế nào? Các con hãy đánh dấu vào sách giáo khoa. Các con hãy cùng so sánh đáp án của cô. Chúng mình cùng đọc to theo cô. Sông La ơi, sông La, trong veo như ánh mắt, bờ tre xanh im mát, mươn mướt đôi hàng mi. Các con hãy đọc thầm bài thơ này một lần nữa. Qua hoạt động vừa rồi, cô đã giúp các con luyện đọc đúng những từ khó và biết cách ngắt hơi ở những dòng thơ. Cô trò mình sẽ cùng nhau bước sang hoạt động tiếp theo, đó chính là tìm hiểu bài. Đây là dòng sông La, một dòng sông êm đềm chảy qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Dòng sông La là tuyến đường thủy quan trọng nối miền ngược với miền xuôi. Các con hãy lắng nghe cô đọc khổ thơ thứ nhất. Bè xuôi sông La,
Bè ta xuôi sông La, rẻ cau cùng táo mật, muồng đen và chai đất, lát chun rồi lát hoa. Các con hãy cho cô biết, có những loại gỗ quý nào đang xuôi dòng sông La? Cô tin là các con cũng có đáp án giống như cô. Các con ạ, vào năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta diễn ra vô cùng ác liệt, ai đã từng sống ở chiến trường khu 4 đều không thể nào quên hình ảnh những người dân nơi đây chặt các cây gỗ, dỡ nhà mình để lót đường thông xe ra tiền tuyến. Những công nhân lâm trường đã phải vận chuyển những cây gỗ quý. Rẻ cau, táo mật, muồng đen, chai đất, lát chun và lát hoa để về xuôi phục vụ cho việc xây dựng đất nước. Ở khổ thơ thứ hai, tác giả đã miêu tả vẻ đẹp của dòng sông La. Vẻ đẹp ấy như thế nào? Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp khổ thơ thứ hai. Các con hãy lắng nghe cô đọc khổ thơ này. Sông La ơi, sông La, trong veo như ánh mắt, bờ tre xanh im mát, mươn mướt đôi hàng mi. Bè đi chiều thầm thì, gỗ lượn đàn thong thả, như bầy trâu lim dim, đầm mình trong êm ả. Sóng long lanh vẩy cá, chim hót trên bờ đê. Tác giả đã sử dụng những từ ngữ gì để thể hiện vẻ đẹp của dòng sông La? Các con hãy gạch chân vào sách giáo khoa những từ ngữ thể hiện điều đó. Chắc các con cũng dễ dàng nhận thấy các từ ngữ trong veo, im mát, mươn mướt và long lanh đã khiến cho dòng sông La trở nên thật thơ mộng. Dòng nước được ví như ánh mắt trong veo chứa chan tình cảm. Đôi hàng mi chính là rặng tre xanh. Những gợn sóng long lanh khiến tác giả liên tưởng như vẩy cá. Trong khung cảnh nên thơ ấy, chiếc bè gỗ được ví với hình ảnh nào? Cách nói ấy có gì hay? Các con ạ, cảnh bè gỗ trôi trên sông hiện ra rất cụ thể và sống động. Chúng nhẹ nhàng uyển chuyển trôi theo dòng. Những xúc gỗ to thả trôi trên sông ấy được tác giả ví như những bầy trâu đang đầm mình trong dòng nước êm ả. Trong sự tĩnh lặng mà lim dim ngủ, hai bên bờ vang tiếng chim ca. Tất cả đã tạo nên một bức tranh bằng thơ thật là đẹp. Tác giả không những cảm nhận được vẻ đẹp của dòng sông, mà tác giả còn cảm nhận được một vẻ đẹp khác nữa, đó là vẻ đẹp của sự yên bình. Khi đất nước đang còn chiến tranh, những khoảng lặng đó thật là đáng quý, đã đẹp lại còn đẹp hơn. Bài thơ không chỉ sử dụng những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp của dòng sông, mà còn sử dụng những biện pháp nghệ thuật nữa. Các con hãy cho cô biết tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? Những câu thơ nào thể hiện điều đó? Tác giả đã thật khéo léo sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa, cách gọi vật như gọi người. Sông La ơi, sông La đã khiến cho dòng sông trở nên thật gần gũi. Và với biện pháp nghệ thuật so sánh, trong veo như ánh mắt, bờ tre xanh im mát, mươn mướt đôi hàng mi, bè đi chiều thầm thì, như bầy trâu lim dim, sóng long lanh vẩy cá. Dòng sông La đã hiện lên thật đẹp và sống động phải không các con? Học tập tác giả, khi nói và viết, các con hãy sử dụng những từ ngữ, hình ảnh gợi tả để câu văn thêm sinh động và hấp dẫn. Giữa khung cảnh yên bình ấy,
tác giả Vũ Duy Thông đã có suy nghĩ và cảm nhận gì? Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp khổ thơ còn lại. Các con hãy đọc thầm khổ thơ này. Ở khổ thơ này, các con có biết tác giả nghĩ đến điều gì không? À, tác giả đã nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cưa và nụ ngói hồng. Vì sao khi đi trên bè, tác giả lại nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cưa và những mái ngói hồng? Các con ạ, khi đi trên bè, tác giả đã nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cưa và những mái ngói hồng. Vì tác giả nghĩ đến ngày mai, những chiếc bè gỗ được trở về xuôi sẽ góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp hơn. Theo con, hình ảnh trong đạn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng nói lên điều gì? Bằng hình ảnh đối lập nhau, trong đạn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng, tác giả đã khắc họa rõ nét sự tin tưởng, lạc quan về một ngày mai tươi sáng. Tác giả đã mượn hình ảnh thật đẹp, nụ ngói hồng, bừng sáng giữa đạn bom đổ nát, giữa sự tàn phá của chiến tranh với đất nước ta, để thể hiện tinh thần lạc quan, niềm tin chiến thắng của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Các con đã hiểu nội dung của khổ thơ thứ ba. Vậy theo con, ý tiếp theo của bài thơ là gì? Đó chính là sức mạnh, tài năng của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Qua phần tìm hiểu bài, các con đã thấy được vẻ đẹp của dòng sông La, sức mạnh tài năng của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Và đó cũng chính là nội dung của bài. Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La, nói lên tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, bất chấp bom đạn của kẻ thù. Các con hãy ghi nội dung bài vào trong vở. Các con đã tìm hiểu nội dung của bài rồi. Cô trò mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện đọc hay. Để thể hiện tốt nội dung của bài thơ, theo con, chúng mình sẽ đọc với giọng như thế nào? Các con lưu ý, để thể hiện vẻ đẹp êm ả, thanh bình của dòng sông, ở khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai, ta nên đọc với giọng nhẹ nhàng, trìu mến. Ở khổ thơ thứ ba, ta đọc với giọng tự hào để thể hiện niềm tin, tinh thần lạc quan của con người Việt Nam. Các con hãy lắng nghe cô đọc bài thơ này. Bè xuôi sông La, bè ta xuôi sông La, rẻ cau cùng táo mật, muồng đen và chai đất, lát chun rồi lát hoa. Sông La ơi sông La, trong veo như ánh mắt, bờ tre xanh im mát, mươn mướt đôi hàng mi. Bè đi chiều thầm thì, gỗ lượn đàn thong thả, như bầy trâu lim dim, đầm mình trong êm ả. Sóng long lanh vẩy cá, chim hót trên bờ đê. Ta nằm nghe giữa bốn bề ngây ngất,
Mùi vôi xây rất say, mùi lán cưa ngọt mát. Trong đạn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng. Đồng vàng hoe lúa trổ, khói nở xòa như bông. Các con ạ, mỗi khổ thơ trong bài đều có cách đọc khác nhau. Cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc thật hay khổ thơ thứ hai. Chắc các con vẫn còn nhớ cách cô hướng dẫn các con ngắt hơi ở đầu tiết học. Ngoài ra, các con cần chủ động lựa chọn những từ ngữ nào để nhấn giọng. Theo con, ở khổ thơ thứ hai, chúng mình cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào? Cô cũng có một phương án gợi ý cho các con. Chúng ta cần nhấn giọng ở những từ sau. Các con hãy lắng nghe cô đọc khổ thơ này. Bè xuôi sông La. Sông La ơi, sông La, trong veo như ánh mắt, bờ tre xanh im mát, mươn mướt đôi hàng mi. Bè đi chiều thầm thì, gỗ lượn đàn thong thả, như bầy trâu lim dim, đầm mình trong êm ả. Sóng long lanh vẩy cá, chim hót trên bờ đê. Cô tin các con sẽ luyện đọc thật hay khổ thơ này, có phải không nào? Qua bài thơ hôm nay, con cảm nhận được tình cảm của tác giả Vũ Duy Thông đối với quê hương đất nước như thế nào? Các con ạ, nhà thơ Vũ Duy Thông cũng như bao con người Việt Nam luôn yêu quê hương tha thiết, lạc quan và tin tưởng vào đất nước trong tương lai sẽ luôn tươi đẹp, hạnh phúc và ấm no. Tiết học của chúng mình tạm dừng ở đây. Cô chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau.